Brutso Mobility ra mắt loạt billboard phát áo mưa miễn phí khuyến khích người dân Bỉ thoải mái đạp xe mà không lo thời tiết nắng mưa thất thường. Nước Bỉ đã phải hứng chịu một mùa mưa kỷ lục vào năm 2021 với tình trạng mưa nắng thất thường. Người dân muốn di chuyển bằng xe đạp cũng khá e ngại vì không biết trời sẽ đổ mưa lúc nào. Chính vì vậy, Brutso Mobility đã tạo ra The Poncho Poster, những tấm biển quảng cáo với chất liệu đặc biệt có thể mang đi được khi trời mưa. Thay vì sử dụng các chất liệu thông thường như bạt Hyflex, bạt 3M, đề can, họ đã sử dụng chính những chiếc áo mưa để lắp vào billboard và mời gọi mọi người có thể lấy đi để dùng khi trời mưa. Họ đã hợp tác với hai nhà thiết kế thời trang nổi tiếng để làm ra chiếc poster độc nhất vô nhị này. Cả hai đã làm việc rất chăm chỉ và chuyên nghiệp để đảm bảo kích thước của chúng vừa khít với các biển quảng cáo trên đường. Được biết, loại áo mưa này sử dụng vải tái chế không thấm nước, trang bị đầy đủ cả mũ trùm đầu và tay áo để thuận tiện cho việc lái xe. Thiết kế của item này cũng rất thời thượng khi sử dụng tông màu tươi sáng kèm theo họa tiết nổi bật. Biển quảng cáo thú vị được phân bố đều ở các làn đường trọng điểm dành cho xe đạp, không ngoài dự đoán, Poncho Poster nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người đạp xe. Họ dừng lại ngó nghiêng rồi bắt đầu lấy chiếc áo mưa này ra khỏi biển quảng cáo và mang vào người. Kết quả, những chiếc áo mưa này đã bốc hơi chỉ sau 2 tiếng đồng hồ. Không chỉ vậy, item này còn được giới trẻ đánh giá cao về tính thẩm mỹ. Họ đã chụp những bức ảnh siêu ngầu với chiếc áo mưa đặc biệt này. Một thông tin bên lề khá thú vị nữa đó chính là do quá hot mà item này đã chính thức được mở bán online và sẽ ra mắt bộ sưu tập mới mỗi khi hè đến. Follow Unique OH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo của trời nha.